Chúc chú nhanh ra nghề bắt tay cái. Ở đây là ông sư thầy. Thầy cố gắng truyền nghề sớm để cho em ý ra nghề nhá. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Mạnh lại quay trở lại với cái vườn đào hôm bữa đây. Nhưng ngày hôm nay thì không phải con Volvo làm ở đây nữa, mà là con Komatsu VC58. Và ngày hôm nay không phải giáo sư tiến sĩ Phong lái nữa, mà hôm nay thay vào đây bằng em Hường. Đây là một em cũng đã đi theo phụ bạn Phóng này được một thời gian rồi. Thì hôm nay làm ngoài ruộng ngoài đồng này thì nó cũng rộng rãi, nên là đang cho em ấy tiến hành làm thử, tức là thực hành luôn tại ngoài bãi để cho nâng cao thêm được tay nghề. Đấy, và kia là xa xa các bạn đang lái, kia là em Hường cũng đã đi theo học được một thời gian. Còn cái người đứng trước mặt các bạn đây là em Phóng. Thì Phóng đang tiến hành hướng dẫn làm và chỉ trỏ kỹ thuật cho em Hường. Nào, em phát biểu chào khán giả cái nào. Sao? Nào, sao mày cứ trốn vậy? Nào, đấy, thầy giáo Phóng là có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đứng đôn đốc chỉ đạo cho anh em làm việc. Đây là thầy giáo gọi là rất là ngại lên sóng. Đấy, tại vì đấy, thầy giáo bảo rồi, thầy giáo nhận học viên từ xa với điều kiện là tháng hoặc là một tuần cho thầy đi với các em khoảng 3 lần là được. Đấy. Đấy, thầy giáo đang chỉ này. Đấy, chỗ nào cao, chỗ nào thấp để cho em Hường còn biết mà chiến đấu. Đấy, em với tên Hường, một tên, cái tên gọi là ghét sự giả dối, yêu màu Hường. Đấy. Thích màu đỏ thắm. Đấy, thích màu đỏ thắm. Đây, và đây thì hiện tại em ấy đang tiến hành là san đất, học từ những cái cơ bản nhất. Ai thì cái thời đầu mới học nghề thì cũng vậy thôi các bác ạ, đều phải chậm và đều phải ngựa, và đặc biệt hơn nữa là tay nghề nó cũng chưa được chuẩn. Nhưng mà cái gì cũng vậy, phải có thời gian và phải tập nhiều thì mới quen được. Đây, đất đây thì rất là rộng. Đây là cái vườn đào mà ngày hôm trước mình có quay cho các bạn. Anh có thể chia sẻ gì thêm về nghề không hả anh Xuân Phóng? Một nụ nợ nụ cười trên môi của anh. Đấy. Trừ những cái lúc khó tính ra thì những cái lúc nào anh cũng dễ tính. Đấy, học viên thì anh em mà đi học thì phải chịu khó nghe chửi thì mới được tốt nghiệp nha. Đôi khi học nghề không quan trọng, quan trọng phải nghe được chửi thôi. Đấy, đây là một cái công việc thì cũng rất là dễ. Chủ yếu làm sao là cho quen tay này, rồi quen cách di chuyển này, rồi quen với những công việc này. Đấy. Bây giờ đi phụ mà có máy để làm thì rất là tốt rồi. Ở đây nội dung công việc thì con 58 này sẽ tiến hành san toàn bộ cái phần đất bên tay trái các bạn kia, san ra cái phần bên dưới này. Phần bên dưới này là cái phần mà cần phải tôn lên. Thời tiết Hà Nội lúc này đang lạnh cộng với gió to các bác ạ. Đây, chủ yếu là sới thôi, sới san, nó rất đơn giản thôi. Thầy có thích ăn thịt chó không thầy?
thầy không thích ăn thịt chó, thầy chỉ thích ăn thịt người thôi. Một tháng hoặc là một tuần cho thầy đi 3 lần là được. Phía xa xa kia thì là con 140, nó khoáng đất lên để cho con 58 này xa. Đấy, đẹp như thế này tương đối rồi. Đẹp rồi, tương đối rồi. Đấy. Cái này san theo hình mù rùa, ở giữa là cao, còn bên hông này thấp để cho nước nó còn thoát được. Đây. Giáo sư ngồi để chỉ đạo này. Xem chỗ nào cao, chỗ nào thấp. Thế thôi, từ vậy là tương đối rồi. Mưa độ khoảng đôi ba trận thôi, chỗ này lại đẹp như sân bay ngay. Đấy, đây là pha đổi lái. Đu cửa đây. Đấy, đứng đấy để nó chỉ. Đấy. Đoạn này thì cần phải kỹ thuật và cần phải san phẳng luôn, nên là em Phóng đã trực tiếp lên máy để chỉ cho em Hừa. Đấy, ngày xưa thì mình cũng một thời gian mình đu cánh cửa như kia đấy. Đấy, chỉ có đu cánh cửa vậy mới biết được rằng là công việc làm như thế nào. Vạn sự thì khởi đầu nan. Làm máy xúc này khó ở cái phần kỹ thuật thôi. Còn lại là những cái phần như di chuyển đi trước thì nó cũng không quan trọng lắm. Đây, cái này là phải sới lại cái chân mình di chuyển đấy. Sới để cho nó tơi lên, để phủ một cái lớp đất bên tay trái này sang. Đây là hai thầy trò nhà đường Tăng. Nghỉ đây. Đứng đây chắn chắn nhẹ như vậy là nó không làm được. Đéo thấy đường đéo làm được. Nghỉ đây. Bây giờ buổi chiều nay lương là bao nhiêu để anh trả để anh em mình nghỉ? Hả? À? Lương chú chiều nay bao nhiêu anh trả cho chú để chú nghỉ? Sao? Lương chú chiều nay bao nhiêu để anh trả cho chú nghỉ?
Không, anh cứ đứng đây là chú không làm được. Làm đi đập về, lưu đập về. Đấy. Mày va vào anh bắt đền đấy. Đứng ở đây tí mà nó đuổi. Đấy, đang hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ từng tí một. Đấy, hướng dẫn từng tí như là vào gầu như thế nào, ra gầu ra cần như thế nào, rồi từ cách lấy đất như thế nào, san như thế nào, gạt như thế nào các bạn ạ. Đấy, sới từng tí một, tơi đất lên này. Sau vài phút chỉ giáo kiến thức thì em Hường lại tiếp tục lên để thực hành. Ở đây người ta bảo là không thầy đỗ mày làm nên, có thầy chỉ trỏ thì sẽ học được nhiều kinh nghiệm hơn và học được nhanh hơn. Đấy, bao giờ cũng vậy, cái người đi học nghề thì tâm lý cũng rất là căng thẳng, nhất là phải vừa làm được mà lại vừa phải chịu cái sức ép của thầy bên dưới nữa. Đấy, nên là bao giờ làm cũng sẽ bị căng thẳng. Đây, phỏng vấn em Hường chúng ta. Đây, đây là em Hường đang lái. Yêu màu hồng, ghét sự giả dối. Căng thẳng không? Đấy, tức là thầy ở dưới kia thì mình làm thì làm được rồi, nhưng thằng thầy nó lắm mồm quá, hiểu không? Đấy, thầy lắm mồm quá nên là không làm được. Chứ đúng ra là làm là cũng đẹp đấy, nhưng mà thầy cứ bảo là mở gầu ra rồi cuốn gầu lên. Anh như vậy anh đập chết thầy luôn em ạ. Lúc nào lùi thì bảo nhá, đừng có ghét là lùi nhá. Đây đây, đây là gương mặt thân quen của em Hường. Rất là căng thẳng. Đây, thầy giáo đang ngồi thì kia chỉ dình gọi là làm sai để chửi. Đấy. Thầy chỉ dình đợi là ấy là chửi. Nãy giờ chưa chửi được nên tức lắm. Bây giờ vì làm đẹp rồi. Đấy, xịn chưa? Đấy, chủ nhà không chê nhưng mà thầy giáo thì chê. Đấy, nét như Sony rồi. Tiến lên tí. Đấy.
Đấy là đẹp rồi. Đấy, gạt bằng máy không được thì thầy lấy tay lấy chân thầy bê thầy gạt đi. Đấy, lương thầy 12-13 triệu thì thầy phải làm đi. Đồ đệ rất là căng thẳng này các bác. Đây là cái đường này, là cái đường phân chia giữa hai cái luống. Con này là con PC58. Đấy, gọi là học từ những cái cơ bản, cái đầu tiên nhất. Đấy, dù gọi là thôi thì mình đi học nghề, dù thầy thế nào thì cũng là thầy. Đừng có chửi thầy, đánh thầy, hiểu không? Đấy, thầy có dạy thì bảo thầy, nhưng mà chứ đừng chửi thầy. Thầy thì biết là bé hơn rồi đấy, mình ăn là ăn được đấy. Nhưng mà thôi, thầy chỉ cho cái chữ, cái nghề thì mình đừng có lóng. Đây, ở đây thì có một cái bãi đất rất là rộng, tha hồ để làm các bạn ạ. Đây, cái gì thế thôi, cũng phải trải qua một thời gian, một sự cố gắng thì mới thành công được. Đấy, hy vọng rằng sau khi làm hết cái công trình này thì em Hường cũng có thể là đã thuần nhuần nhuyễn được thao tác và đã có thể là làm được nhiều công việc khác hơn rồi. Đấy. Tuy nhiên là vẫn còn phải học hỏi thêm, vì ở đây ngoài cái vấn đề san ra còn phải làm mặt bằng, còn phá nhà phá cửa nữa cơ. Chúc chú nhanh ra nghề bắt tay cái. Ở đây là ông sư thầy. Thầy cố gắng truyền nghề sớm để cho em ý ra nghề nhá. Bớt lóng tính và bớt lắm mồm lại nhá. Không là trò thì hay nóng giận nổi cáu đánh cho là không ai ca được đâu đấy. Đấy, nhớ chưa? Vẫn chảy dầu phóng ạ. Nó chảy ở đi ô nào ấy. Đấy, cũng hy vọng rằng là tình cảm giữa thầy và trò luôn giữ được bền chặt để giúp cho em Hường có thể sớm tốt nghiệp được cái khóa học nghề máy này. Và một lần nữa thì chúc hai thầy trò thật là nhiều sức khỏe. Và video của mình cũng xin được phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.
Nào bắt tay thầy giáo cái để đi về nè. Về à? Trời đã. Thì bắt tay thì tí nữa về. Tí nữa về thì sao? Giờ bắt tay đi về thì nói ai ngồi được chưa?